Người thân hết lời xin khoan hồng cho Trương Mỹ Lan, cam kết khắc phục toàn bộ hậu quả. PKT. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT. Trong phiên tòa xét xử liên quan đến vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, không ít người thân của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn đã bật khóc và tha thiết cầu xin hội đồng xét xử khoan hồng, cam kết khắc phục toàn bộ hậu quả chí ít để bà Trương Mỹ Lan được sống. Ôi, một gia đình tưởng chừng quyền lực nay đứng trước vành móng ngựa, hối lỗi và mong được giảm nhẹ hình phạt. Những chuyện chỉ tưởng chừng có trong phim, số tiền tưởng chừng chỉ có Photoshop mới có thể miêu tả hết. Ấy vậy mà lại là vụ án có thật kéo dài dòng dã suốt 2 năm qua. Cháu gái Trương Huệ Vân hết lời xin cho Trương Mỹ Lan. Khi người thân lần lượt đứng lên nhận tội, từ cháu gái, chồng cho đến em dâu của bà Trương Mỹ Lan, tất cả đều bày tỏ sự hối hận và khẩn cầu tòa xem xét. Trong lúc tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Lan, thậm chí xin tòa miễn hình phạt cho ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan, người mà cô xem như thầy dạy. Một gia đình đoàn kết và gắn bó, từng có tiền trong tay, mà không phải là rất nhiều tiền trong tay, nhưng giờ đây đối diện với sự tan vỡ từ những sai lầm mà họ đã gây ra. Có người sẽ hỏi, hối hận thì tại sao không sớm nhận tội, đợi đến khi mọi chuyện vỡ lở mới xin lỗi, hay cam kết khắc phục toàn bộ hậu quả? Lời hứa này thực sự sẽ được thực hiện đến cùng hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Hẳn là những lời này có lý. Khi đứng trước pháp luật, tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình. Gia đình quyền lực như Trương Mỹ Lan chắc chắn không thiếu người thông minh, không thiếu người hiểu luật. Nhưng sai thì đã sai. Giờ đây câu chuyện không còn xoay quanh cái việc biện minh mà là sự chấp nhận hậu quả và tìm kiếm một con đường thoát thân. Không thể phủ nhận rằng Trương Mỹ Lan là nhân vật trung tâm của vụ án này. Nhưng Vân cũng là người có đủ sự tỉnh táo và khả năng để biết việc mình làm. Chữ ký của cô đã gây ra một cuộc khủng hoảng. Và dù muốn hay không, cô cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm với những gì đã xảy ra. Ngày 7 tháng 10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục phần tranh luận. Theo cáo buộc, Trương Huệ Vân, cháu ruột của Trương Mỹ Lan, giúp Trương Mỹ Lan phát hành 2 mã trái phiếu của công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Huệ Vân từ 6 đến 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phần bào chữa, luật sư bị cáo Huệ Vân không tranh cãi về tội danh, nhưng cho rằng mức án đề xuất là quá nặng, vì Vân có vai trò hạn chế và bị phụ thuộc vào bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong phần tự bào chữa, Vân bày tỏ sự hối hận, cho rằng những chữ ký của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và mong tòa khoan hồng cho bản thân, cũng như các bị cáo khác. Bị cáo Vân nghẹn ngào, tôi rất hối hận vì những chữ ký vội vàng của mình trong quá trình phát hành trái phiếu cho công ty An Đông, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn gia đình và để lại hậu quả khủng khiếp. Câu nói đầy xót xa nhưng người ta có quyền hỏi, Vân ơi, hối hận, giờ có kịp nữa không? Bị cáo cũng xin tòa miễn hình phạt cho Chu Lập Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan, người mà cô xem là dượng, cha và là thầy của mình. Vì thời gian 2 năm bị tạm giam, bị cáo cũng mong tòa xem xét để ông nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Vân cho rằng những thành quả ông Cơ cống hiến trong suốt 30 năm sinh sống tại Việt Nam và quá trình hội nhập của đất nước là rất lớn. Trương Huệ Vân cho rằng trong suốt 2 năm bị tạm giam đã là quá tàn nhẫn với ông, mong tòa xem xét để ông nhận được sự khoan hồng. Trương Huệ Vân tiếp tục bày tỏ sự hối hận sâu sắc về những quyết định sai lầm, cho rằng mình đã ký các tài liệu khi còn rất mơ hồ về tình hình và bị thúc giục bởi nhiều phía. Hành động đó đã trực tiếp dẫn đến hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng và để lại hậu quả không thể lường trước. Bị cáo Vân nói bị cáo không ngờ rằng chữ ký vội vàng của mình lại dẫn tới vụ án với hàng chục nghìn người bị hại và hàng trăm bị cáo. Nhiều gia đình đã mất đi người thân vĩnh viễn. Tôi rất hối hận và mong tòa khoan hồng. Cuối cùng, cô khẩn cầu tòa khoan hồng cao nhất cho cô ruột của mình là bà Trương Mỹ Lan, với lý do bà là người đứng ra gánh chịu toàn bộ hậu quả của vụ án. Rõ ràng ta có thể đặt câu hỏi ngược lại rằng có đáng không? Vân và những người thân của cô đang cố gắng thuyết phục tòa án bằng những lời hối hận, bằng nước mắt, bằng cam kết khắc phục hậu quả. Nhưng sự thật là gì? Họ có thực sự hiểu được cái giá mà xã hội đang phải trả cho những sai lầm của họ không? Cam kết khắc phục có đủ để bù đắp những mất mát khủng khiếp mà hàng chục nghìn gia đình phải chịu đựng không? Bào chữa cho Trương Huệ Vân, luật sư cảm ơn Viện Kiểm sát vì đã thể hiện tính nhân văn khi đề nghị mức án 6 đến 7 năm tù cho thân chủ của mình. Tuy nhiên, luật sư cũng đề nghị tòa xem xét hoàn cảnh phạm tội và vai trò của Huệ Vân trong vụ án. Vì ngoài án đề nghị này, bị cáo còn đang phải đối diện với bản án 17 năm tù trong giai đoạn 1. Luật sư cho rằng vào thời điểm phạm tội, Huệ Vân không ý thức đầy đủ về hành vi của mình, chỉ ký các hợp đồng và giấy chuyển tiền theo sự chỉ đạo và không hiểu rõ tình hình và phải chịu áp lực từ nhiều phía. Theo cáo trạng, hành vi của Trương Huệ Vân đã hỗ trợ Trương Mỹ Lan và các đồng phạm chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng từ hơn 20.000 nạn nhân. Bị cáo Vân đã thừa nhận toàn bộ nội dung truy tố trong cáo trạng là đúng và không có oan sai. Trong phần luận tội và đề nghị án hôm 4 tháng 10, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Huệ Vân từ 6 đến 7 năm tù với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong tội danh này có 29 bị cáo liên quan, trong đó có Trương Mỹ Lan. Viện Kiểm sát đánh giá Trương Huệ Vân có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả và chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Cô cũng bày tỏ sự ăn năn về sai phạm của mình. Thử nhìn kỹ lại những sai phạm của Trương Huệ Vân ở việc ký các hợp đồng chứng từ khống để công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty An Đông nhằm mua trái phiếu sơ cấp. Hành động này giúp Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu, chiếm đoạt số tiền khổng lồ của 20.623 nạn nhân. Con số này quả thật khủng khiếp. Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, Trương Huệ Vân đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản vì lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để chỉ đạo cấp dưới thành lập 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thực tế. Bị cáo đã tạo lập 155 khoản vay tại ngân hàng SCB, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại 25 tỷ đồng. Em dâu Trương Mỹ Lan sơ xác không còn giống con người nữa. Trong phần bào chữa của luật sư có những chi tiết khiến người ta sởn gai ốc với những chi tiết miêu tả về em dâu của Trương Mỹ Lan. Theo báo Tiền Phong đăng tải, trong lời bào chữa chua chát của Trương Mỹ Lan khi nhắc đến cháu gái và em dâu, bà Trương Mỹ Lan nói cháu gái Trương Huệ Vân có rất nhiều đóng góp cho xã hội. Em dâu Ngô Thanh Nhã là một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, giờ cô ấy không còn giống con người nữa. Và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng, các thành viên trong gia đình và các bị cáo còn lại trong vụ án. Có lẽ sự sụp đổ của một gia đình, sự dồn nén của thời gian và áp lực pháp lý đã bào mòn tinh thần, sức lực của người phụ nữ này. Những con người từng sống trong sự giàu sang nay đối diện với tòa án với ánh mắt của dư luận và sự lên án của xã hội. Không còn ánh hào quang, không còn tiền bạc để mua lấy sự thanh thản, chỉ còn lại những giọt nước mắt và sự hoang mang trong vòng xoáy tội lỗi. Vậy cô em dâu Ngô Thanh Nhã, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nói gì trước tòa? Thông tin người này chưa học hết cấp 3 ra sao? Là người đầu tiên trình bày quan điểm bào chữa, luật sư Bùi Phương Lan bào chữa cho bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Lan, cho rằng thân chủ của mình đã thừa nhận hành vi phạm tội, nỗ lực khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các bị hại. Về hình phạt, luật sư Lan cho rằng quá nghiêm khắc, đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Người bào chữa cho bà Nhã đưa ra luận điểm rằng thân chủ của mình phạm tội do bị phụ thuộc, tin tưởng vào chị dâu, tức bà Trương Mỹ Lan. Quá trình thực hiện hành vi không nhận thức được việc ký vào các văn bản là giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tài sản. Luật sư nói bị cáo Nhã chưa học hết cấp 3, không được đào tạo về nhân sự, tài chính, không biết về việc công ty An Đông phát hành trái phiếu. Quá trình điều tra tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cũng thừa nhận các vấn đề trên do bị cáo quyết định. Trong phần bào chữa, luật sư nói bị cáo Nhã hiện sức khỏe yếu, quá trình bị tạm giam liên tục phải nhập viện cấp cứu. Bên cạnh đó, luật sư Lan cho rằng bị cáo Nhã có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt, có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, thành khẩn khai báo, nên mong hội đồng xét xử xem xét cho thân chủ được hưởng mức án nhẹ nhất. Theo cáo buộc, bị cáo Ngô Thanh Nhã được bà Trương Mỹ Lan giao cho làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch công ty An Đông. Bà Nhã đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông, từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018. Bà Nhã bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu, chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Với hành vi trên, bà Nhã bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 7 đến 8 năm tù về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Khi tự bào chữa cho mình, bà Nhã khóc lớn, nói đồng ý với quan điểm của luật sư và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình để có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc mẹ già. Ông Chu Lập Cơ tiêu hơn 10 tỷ đồng mỗi thẻ là bình thường. Thêm một chi tiết gây sốc trong vụ án Vạn Thịnh Phát đó chính là việc luật sư của ông Chu Lập Cơ cho rằng ông Cơ không tham gia bất cứ giao dịch nào nhằm mục đích che giấu dòng tiền. Bản thân ông là một thương nhân, việc sử dụng thẻ tín dụng với mức chi tiêu hơn 1 tỷ đồng mỗi thẻ là bình thường. Hơn nữa, Do quá bận rộn với công việc, lịch trình di chuyển nhiều nơi nên các thẻ tín dụng của ông cũng như các thành viên khác trong gia đình đều được giao cho nhân viên quản lý. Vợ ông nộp tiền khi đến hạn. Do đó ông không có điều kiện để biết số tiền do vợ ông nộp vào thẻ tín dụng có nguồn gốc từ tiền phạm tội, bởi bản thân ông hoàn toàn có đủ điều kiện để thực hiện các nghĩa vụ chi trả đó. Hiện ông đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc tội rửa tiền 33 tỷ đồng do sử dụng thẻ tín dụng của SCB. Nguồn tiền nạp vào thẻ có nguồn gốc phạm tội mà có. Nghe câu chuyện về ông Chu Lập Cơ và gia đình, không ít người sẽ phải tự hỏi. Người giàu tiêu tiền kiểu gì mà một tháng xài 10 tỷ trên mỗi thẻ lại là chuyện bình thường. Đối với nhiều người, 10 tỷ đồng là con số khổng lồ cả cuộc đời cày cuốc chưa chắc đã mơ đến. Thế mà ở đây ông Cơ bảo việc chi tiêu như thế là chuyện bình thường với lý do ông là một thương nhân thành đạt. Nhưng bình thường của giới nhà giàu dường như nó lại quá khác so với cái bình thường mà chúng ta, những người lao động, biết được. Trong phần bào chữa, luật sư của ông Cơ cho biết ông không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào để che giấu dòng tiền, bởi chính ông cũng không có thời gian và cũng chẳng quản lý những chiếc thẻ tín dụng ấy. Tất cả đều do nhân viên giữ, vợ ông nộp tiền khi đến hạn. Nghe xong có ai mà không thấy lạ không? Một thương nhân giàu có, tài giỏi, người điều hành công việc làm ăn lớn lại để chuyện quản lý tài chính cá nhân rơi vào tay nhân viên và vợ. Thế nhưng luật sư khẳng định rằng ông Chu Lập Cơ không biết nguồn gốc số tiền ấy đến từ đâu. Vậy là sao? Một người đàn ông làm thương nhân gần 30 năm ở Việt Nam, lặn lội với thị trường, ký hợp đồng, đàm phán mà lại không biết vợ mình nộp tiền vào thẻ tín dụng có nguồn gốc gì. Điều này nghe qua thì chẳng khác gì bảo ông là người không có mặt trong một gia đình giàu có. Chuyện ông Cơ không biết rõ nguồn tiền của vợ ông nộp vào thẻ tín dụng cũng như chẳng biết vì sao mình bị bắt về hành vi rửa tiền, nó thực sự khiến người ta phải suy nghĩ. Ở cái tuổi già, ông tự thú nhận rằng mình đã hoang mang khi bị bắt, nhưng sau đó ông hiểu và chấp hành tốt. Thì có thể ông không chủ đích phạm tội, có thể ông vô tình bị cuốn vào những giao dịch tài chính phức tạp mà chẳng rõ ngọn nguồn, nhưng liệu rằng cái không biết này có đủ để thuyết phục dư luận và pháp luật không? Đôi khi thì sự không biết của người giàu lại gây nên hậu quả to lớn cho hàng loạt người khác. Và cái sự tôi không biết đó có thật sự là một sự vô tình hay chỉ là cách để tránh né trách nhiệm? Nếu một doanh nhân thành đạt, tài giỏi lại có thể để chuyện tài chính cá nhân rơi vào tay người khác quản lý thì đó chẳng phải là lỗ hổng nguy hiểm trong chính cuộc sống và công việc của ông ta hay sao? Tự bào chữa sau đó ông Cơ nói đã có 30 năm làm việc sinh sống tại Việt Nam. Lúc bị bắt về hành vi rửa tiền, ông rất hoang mang vì không biết tại sao mình bị vướng vào cái tội này. Tuy nhiên ông sau đó đã hiểu và tự chấp hành tốt. Ông Cơ nói tuổi tôi đã cao, thời gian không còn nhiều, tôi hy vọng sớm được về với gia đình, đồng hành cùng vợ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Trước đây trong phiên tòa sơ thẩm, ông Chu Lập Cơ luôn giữ vẻ điềm tĩnh, không một lời trách móc bà Trương Mỹ Lan, người đã đẩy mình vào vòng lao lý. Ông Chu Lập Cơ nghẹn giọng khi nói về người vợ của mình. Vợ tôi đang phải chịu trách nhiệm cao nhất cho tất cả những sai phạm, cảm giác xót xa với người vợ Tào Khang khiến tôi rất đau lòng. Giá như ngày ấy tôi sát cánh cùng vợ mình hơn, can ngăn bà thì đã không phải đối mặt với tình cảnh này. Nhiều lần ông Cơ nói ông đã là người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn rồi, xây dựng gia đình với bà Lan, nên ông muốn cống hiến cho quê hương thứ hai. Thế nhưng chỉ vì sai lầm mà gia đình ông phải rơi vào cảnh tù tội. Và không chỉ ông Cơ mà bà Trương Mỹ Lan, ở lời nói sau cùng suốt phiên xét xử, mỗi khi có cơ hội bà Lan lại xin miễn trách nhiệm hình sự cho chồng mình là ông Chu Lập Cơ và cháu gái Chu Huệ Vân. Có tiền, có quyền, giàu sang phú quý, nhưng cuối cùng khi rơi vào vòng lao lý tất cả cũng trở thành vô nghĩa. 10 tỷ mỗi tháng chi tiêu có thể là chuyện bình thường đối với ông Cơ, nhưng trong mắt nhiều người, đó là cái giá quá đắt khi không chỉ tiền mà còn cả danh dự, tự do đã bị mất đi. Người giàu tiền nhiều để làm gì nếu cuối cùng vẫn phải đối diện với tòa án, với pháp luật và với những hậu quả của những quyết định của chính họ không lường trước được. Có lẽ bài học lớn nhất từ câu chuyện này là tiền không thể mua lại những gì người ta đã mất khi phạm sai lầm: lòng tin, danh dự và tự do. Nói đến vụ án Vạn Thịnh Phát, không ít người phải giật mình trước những chi tiết sốc đang ngày càng lộ diện trong giai đoạn 2 của vụ án này. Cháu gái hết lời xin cho cô Trương Mỹ Lan, còn em dâu Trương Mỹ Lan thì sơ xác đến mức không còn giống con người. Cả một gia đình quyền lực và giàu có giờ đây phải đối diện với tòa án, với những tội danh mà trước đó có lẽ không ai dám nghĩ đến. Tóm lại thì tiền bạc có thể giúp người ta sống xa hoa, nhưng nó không thể mua được sự bình yên, lòng tin hay tự do. Vụ án Vạn Thịnh Phát chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Một gia đình giàu có, quyền lực đã vấp ngã vì chính những sai lầm của mình. Và trong câu chuyện này, gia tộc họ Trương dù có giàu có và bí ẩn tại Việt Nam, nhưng dù có nhiều tiền đi chăng nữa, thì có lẽ bà Lan và gia đình cũng không nghĩ được rằng có ngày gia tộc của bà lại đi đến bước đường này. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bà Lan nghẹn ngào: "Trước đây gia đình tôi luôn sum vầy đoàn kết bên nhau, giờ thì tan nát, chồng tôi cũng đi tù, mỗi người một ngả, không biết còn cơ hội gặp nhau, có được ăn chung bữa cơm nữa hay không. Trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam, tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường, hay qua màn hình tivi để tìm cháu ruột, chồng và người thân của tôi. Tôi tan tác cả cõi lòng, dù sao thì tôi cũng là phận đàn bà, tôi đau không thể diễn tả thành lời. Từ những ngày rông giá rét ở miền Bắc hay cái nóng như đổ lửa ở trong Nam là những ngày tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến chồng và cháu tôi cũng đang bị tạm giam, nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này, nghĩ đến người thân gia đình, con gái tôi bị bệnh bại liệt, sợ nó lại tái phát." Và giờ đây, người ta không chỉ thấy sự sụp đổ của một gia đình, mà còn là bài học đắt giá về sự lạm dụng quyền lực và đồng tiền. Tiền nhiều để làm gì khi tất cả rồi cũng trở thành vô nghĩa trước pháp luật.